Chào các bạn, hôm nay nhà mình sẽ ăn cái món sườn heo nấu với coca nha các bạn. Cái miếng sườn á là nó mềm ha, và nó vàng ươm nhìn rất là hấp dẫn. Để mình gấp lên một miếng cho các bạn xem nha. Cái cọc sườn á là nó mềm nha các bạn. Gia vị thì thấm đều vô cái miếng thịt, nhìn hấp dẫn vô cùng luôn á. Cái nước á thì nó sần sệt ha, nó thơm cái mùi của coca nè. Rồi mình cho các cái gia vị vô, nó hòa quyện vô, nó thơm, rất là thơm các bạn ơi. Cái món này có cái vị là chua chua ngọt ngọt nè, rồi hơi cay cay, mặn mặn, và đặc biệt là rất là thơm nha các bạn. Ở đây mình có nửa ký lô sườn nè các bạn. Cái này là sườn sườn cộng nha. Mình mua về mình đã rửa xong. Thì ở đây mình sử dụng 3 cái trái cà chua, ít cộng hành lá, một củ hành tây, một miếng gừng nha các bạn, một trái ớt, củ hành tím và ít tép tỏi. Cái gia vị đi kèm thì mình có sử dụng dầu hào nè, nước tương nè, một ít mật ong, một ít rượu, rồi đường, muối, đường, bột ngọt nha các bạn. Và ở đây đặc biệt là mình sẽ sử dụng một cái lon coca. Bây giờ gừng này mình xắt lát ra nha các bạn. Cái củ hành này mình cũng xắt. Cái tỏi này á, trước khi mình bầm mình đập dập nó ra để cho nó thơm nha các bạn. Cái hương tỏi nó ra nó thơm. Bây giờ đó là mình sẽ cho gừng nè, với củ hành tím, với hành trắng, hành tây nha các bạn. Và hành tây mình cho vô cái nồi nước để mà mình luộc thịt cho nó thơm nha. Bây giờ nước bắt đầu nó sôi ha các bạn, mình để cho nó sôi một chút xíu để cho hành với gừng này nó ra nước cho thơm nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để thịt vô. Cái này mình làm á cho cái thịt nó, cái mùi nó thơm ha. Mình sẽ để vào đây một muỗng rượu nha các bạn. Cái rượu này là rượu trắng á. Rồi, cái thịt mình trần qua nước như vậy là được cái hết các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình vớt nó ra.
mình vớt ra mình loại bỏ mấy cái củ hành nha các bạn, mình chỉ lấy thịt ra thôi. Bây giờ mình để vô trong cái rổ này nha các bạn. Mình để cho thịt nó ráo nước đi. Rồi mình đem đi ướp ha. Mình sẽ cho sườn này vô một cái thau. Mình sẽ cho hết cái phần tỏi với ớt hồi nãy mình chia ra làm hai đó. Mình sẽ cho nó vô đây. Bây giờ mình sẽ cho vô đây một cái muỗng cà phê đường nha các bạn. Nửa muỗng cà phê bột nêm. Một chút xíu bột ngọt cho nó đậm đà ha các bạn. Cái này 1/4, chưa được 1/4 nữa. Nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ cho vô đây nửa muỗng canh mật ong nha các bạn. Cái mật ong này là cái mật ong rừng nha. Một muỗng nước tương. Một muỗng dầu hào nha các bạn. Rồi bây giờ ta trộn đều nó lên để cho các gia vị nó thấm đều vô cái miếng thịt nha các bạn. Rồi bây giờ mình để ở đây cho cái gia vị nó thấm đều vô thịt ha, rồi mình đi làm các cái khâu khác. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái nồi để mà mình hầm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái củ hành ở dưới cái đít nồi nè. Mình cho mấy cái lát gừng vô đây. Mình cho cái cọng hành lá vô luôn ha các bạn. Mình cho cà chua vô. Bây giờ mình sẽ cho vô đây hai cái muỗng dầu. Mình sẽ cho vô đây một cái muỗng đường. Để mình thắng cái caramel nha các bạn. Nếu như bạn nào không thích thắng cái caramel như thế này á, thì vào cái kênh của mình ha, mình có cái clip thắng nước màu. Ngon lắm các bạn. Mình làm cách này thì cái đường nó lên cái màu nó sẽ đẹp và nó thơm hơn nha các bạn. Bây giờ cái đường nó vàng rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần tỏi với ớt nở vô đây mình phi. Làm như thế này thì cái tỏi với ớt của mình nó thơm nha. Cái nước màu của mình nó cũng rất là thơm. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vô đây mình xào ha. Bây giờ nhìn cái miếng thịt nó vàng ươm ha. Nếu như các bạn đứng gần mình ở đây thì nó thơm lắm luôn á. Thơm bát ngát. Mình ghim cái sườn này á khoảng 5 phút để cho các cái gia vị nó thấm đều vô cái miếng sườn nha các bạn. Sườn mình ghim như vậy là vừa ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó vô cái nồi nha các bạn.
Rồi, bây giờ mình sẽ cho coca vô. Lúc này mình để lửa lớn lên đi nha các bạn. Mình cho hết một cái lon coca đó, mình đổ cho cái nước nó sắp sắp lên nha các bạn. Hết luôn một cái lon đó. Rồi, bây giờ mình đậy nắp lại. Mình để ở đây mình nấu khoảng 30 phút nha các bạn. Mình hầm nãy giờ cũng được 30 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình dỡ nắp ra nè. Nhìn hấp dẫn vô cùng ha. Bây giờ mình nêm lại coi nó như thế nào nha. Mình vẫn thường nói khi mà nêm nếm thì các bạn nêm theo cái khẩu vị của các bạn nha. Mình chỉ chia sẻ với các bạn cái thành phần gia vị cơ bản như vậy thôi. Còn cái phần mà nêm nếm theo cái khẩu vị thì các bạn phải nêm nếm theo cái khẩu vị của nhà mình nha. Bây giờ nó hơi thiếu mặn. Bây giờ mình cho thêm nửa cái muỗng cà phê muối nữa nha các bạn. Rồi, hiện nay rất là vừa ăn nha các bạn. Cái nước thì nó sần sọt ha. Nó thơm cái mùi của coca nè. Rồi mình cho các cái gia vị vô, nó hòa quyện vô, nó thơm. Cái món này ăn không hề ngán. Cái phần nước như vậy thì được rồi. Mình sẽ cho cái phần ít cái miếng hành lên ha. Dài cộng hành lá nè. Rồi cái phần chia sẻ về cái món sườn nấu coca của mình đến đây đã xong rồi nha các bạn. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe đi ủng hộ cái kênh của mình ha. Tạm biệt các bạn.